Thưa quý vị, những đợt COVID-19 kéo dài đã khiến cho người dân Đà Nẵng khó khăn, nay lại càng chật vật hơn, nhất là trong dịp Tết đến xuân về. Thấu hiểu được hoàn cảnh đó, nhiều đơn vị doanh nghiệp đã kết nối với chính quyền địa phương để hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, để họ có thể đón Tết đầy đủ và an vui. Được biết đến là thương hiệu ẩm thực luôn đi đầu trong công tác thiện nguyện tại thành phố Đà Nẵng. Đợt này, dưới sự kết nối của chính quyền địa phương, Ẩm thực Trần tiếp tục tổ chức chương trình thiện nguyện Tết, trao tặng hơn 40.000 bao gạo cho tất cả bà con khó khăn trên địa bàn thành phố, bắt đầu từ ngày 5 tháng 1 năm 2022 đến ngày 16 tháng 1 năm 2022. Mỗi hộ nhận được 2 bao gạo, mỗi bao 10kg, một chai mắm. Theo đó, tại quận Sơn Trà, doanh nghiệp này đã hỗ trợ với 1.494 suất quà. Hỗ trợ cho mình là mình mừng, mình cảm ơn, là mình xúc động, mình nghèo mà cho mình là mình mừng. Chương trình thiện nguyện này là nhằm hỗ trợ cho bà con có một cái mùa xuân ấm áp trong cái dịp Tết Nguyên Đán sắp đến. Và chương trình đã diễn ra tại 6 quận và một huyện tại thành phố Đà Nẵng. Thì trong đó có hơn 11.000 suất quà, thì ngân sách là hơn 5 tỷ. Năm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Sơn Trà phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận tiếp tục kêu gọi vận động các tổ chức, đơn vị cá nhân trên địa bàn thành phố ủng hộ, chung tay cùng chính quyền địa phương chăm lo Tết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn quận, góp phần đảm bảo an sinh xã hội dịp Tết. Thì hiện nay cũng đã có một số doanh nghiệp đã liên hệ và cũng đã báo là sẽ hỗ trợ những cái suất quà đến cho hộ nghèo, ví dụ như là chỗ Quỹ Thiện Tâm của tập đoàn Sun Group, rồi Ngân hàng Chính sách Xã hội quận Sơn Trà, rồi rất nhiều doanh nghiệp như là công ty Dawaco, công ty cổ phần cấp thoát nước Đà Nẵng. Mặt trận thì cũng sẽ cố gắng là kêu gọi những cái công ty mà một thời gian vừa rồi cũng đã cùng chung tay góp sức với lại quận Sơn Trà trong cái việc mà hỗ trợ phòng chống dịch cũng như là hỗ trợ chăm lo Tết.